Vòng 17 ngoại hạng Anh, Man City tiếp đón Leeds thi đấu trước trận Chelsea và Liverpool. Do đó, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Pep Guardiola có thể gia tăng cơ hội với hai đội còn lại. Và sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ khách đã chịu trận hoàn toàn để những thất bại ê chề 0-7 trong ngày mà nhà trưởng Kevin De Bruyne vô cùng thăng hoa. Bảy bàn thắng của Man City được ghi dưới công của Foden, Grealish, Mahrez, Stones, Ake và cú đúp của De Bruyne. Với chiến thắng này, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng với 41 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Liverpool 4 điểm và đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, ở trận giữa Norwich và Aston Villa, đội bóng của Steven Gerrard tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0. Một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra ở trận đấu giữa Stuttgart và Bayern Munich khi Hầm Xám đã vào lưới của đội chủ nhà tới 5 bàn thắng. Cú đúp của Robert Lewandowski và cú hat-trick của Serge Gnabry đã nhấn chìm Stuttgart. Thắng trận này, Bayern tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 40 điểm sau 16 vòng, bao xa đội xếp thứ hai Dortmund 9 điểm. Một số kết quả đáng chú ý khác từ Bundesliga đêm qua: Bielefeld có được chiến thắng 2-0 trước Bochum, Mainz 05 nhận chiến thắng 4-0 trước Hertha Berlin, trong khi Wolfsburg được thua 2-3 trước Cologne. Robert Lewandowski vừa nhận danh hiệu cầu thủ vàng năm 2021 do tờ Tuttosport trao tặng. Danh hiệu cầu thủ vàng là danh hiệu do Tuttosport sáng lập để tôn vinh cầu thủ trên 21 tuổi xuất sắc nhất trong năm. Lewandowski được công bố trúng giải vào ngày 22 tháng 11. Tuyển thủ người Ba Lan đã vượt qua hai đối thủ cạnh tranh là Messi và Jorginho. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Levy được tờ Tuttosport tôn vinh. Trước đó, anh cũng từng nhận giải cầu thủ vàng năm 2020. Tương tự mùa 2019-2020, Lewandowski thi đấu cực kỳ bùng nổ trong mùa này. Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo của Bayern Munich đã ghi 27 bàn và có 3 kiến tạo sau 23 trận đấu trên mọi đấu trường. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao này, Lewandowski hoàn toàn có thêm một lần nữa giành giải cầu thủ vàng. Vì gặp khó khăn tài chính nên Barcelona không thể sử dụng tiền vệ Yusuf Demir cho đến tháng 2 năm 2022. Theo Sky, Xavi rất muốn dùng cầu thủ trẻ này. Thế nhưng, chính quyền nhà người Tây Ban Nha không thể để cho Demir thi đấu trong thời gian tới vì đội nhà khó khăn tài chính. Cụ thể, theo điều khoản Barcelona đã ký với Rapid Wien, nếu như Yusuf Demir giảm mốc 10 trận, họ sẽ phải kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này với giá 10 triệu euro. Điều khoản này có hiệu lực đến tháng 1 năm 2022. Viktor Lindelof đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận với Norwich thuộc vòng 15 Premier League. Trung vệ người Thụy Điển đang gục xuống sân và ôm ngực tỏ ra rất khó chịu. Theo tiết lộ của Man United, Lindelof đã phải đeo máy theo dõi tim trong 2 ngày sau trận đấu với Norwich. Hiện tại, trung vệ người Thụy Điển đã ổn định sức khỏe. Lindelof cũng thường xuyên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo xác nhận của Man United, trung vệ người Thụy Điển không mắc Covid-19 như nghi ngờ trước đó. Vấn đề tim mạch của anh không phải là trường hợp duy nhất diễn ra trên sân cỏ châu Âu trong tuần qua. Trước đó, tiền vệ Zielinski của Napoli cũng đã phải nghỉ thi đấu khi gặp vấn đề hô hấp trong trận thua Empoli. Thomas Tuchel chuẩn bị chào đón sự trở lại của nhiều nhân tố quan trọng sau giai đoạn ngồi ngoài bởi chấn thương. Ventura đã tập hồi phục và đặt ra mục tiêu tái xuất ngay trong tháng 1. Trong khi đó, bộ đội Trevoh Chalobah và N'Golo Kanté cũng đã quay lại tập luyện ở trung tâm huấn luyện Coham. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bộ đội này có khả năng tái xuất ngay trận đấu gặp Everton. Một nhân tố quan trọng khác của Chelsea phải ngồi ngoài một thời gian là Mateo Kovacic, tiền vệ người Croatia dương tính với Covid-19 và chưa thể trở lại thi đấu